Bạn ấy là con trai mà chị đã làm một chiếc vòng bảy sắc cầu vồng. Không biết bạn ấy có chịu đeo không, nhưng mà chị nghĩ là chị sẽ thuyết phục bạn ấy đeo. Chị Cà Chua xin chào tất cả các em. Các em ơi, như hôm trước chị Cà Chua đã giới thiệu là chị có mua hai bộ làm vòng tay tình bạn rồi đúng không? Nhưng mà do là video lần trước các em, chị có mua cho bạn Thọ của chúng ta làm vòng may mắn và sức khỏe. Thì ở video đó chị bận làm cho bạn ấy rồi, cho nên là video này chị sẽ làm vòng tay tình bạn. À, video làm vòng may mắn cho bạn Thọ các em xem hết chưa? Nếu chị xem thì các em hãy tìm lại để xem nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ làm vòng tay tình bạn này để tặng cho người bạn thân mà chúng ta yêu quý nhất. Chị Cà Chua có một người bạn thân đã 7 năm rồi. Chị sẽ làm cái vòng này, chị một cái và bạn ấy một cái. Và chị sẽ bắt bạn ấy đeo. Tại vì bạn ấy là con trai đó. Thôi bây giờ chị sẽ làm. Chị đang mở hộp vòng tay trái tim này các em. Wow, các em xem nè. Có rất là nhiều. Wow, đẹp quá. Trái tim dễ thương quá. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ mở hình bông hoa. Các em xem nè. Hình bông hoa cũng dễ thương không kém ha. Chị đang có hai bộ, một bộ là trái tim và một bộ là bông hoa. Chị đang suy nghĩ là có nên đeo vòng cặp không ta, hay là mỗi người một loại. Làm trái tim trước đi. Các em xem nè, cận cảnh hơn nè. Trái tim này thì chị nghĩ là to nhất thì là mặt dây chuyền. Còn những trái tim xung quanh á thì chúng ta sẽ làm vòng đeo tay. Ở đây là chúng ta có 3 màu dây nè, màu tím, màu hồng đậm và màu hồng phấn. Chị sẽ chọn dây màu hồng phấn. Rồi, hai cái này qua một bên. Chúng ta có cái đầu như thế này cho dễ sở nè các em. Chị lấy một cái này. Cái này là gọi là cái đóng mở của cái vòng của chúng ta đó các em. Đó. À, bây giờ chị sở qua nè. Và thắt nút lại. Chị vòng qua như thế này 3 lần. 1 2 3. Đó, chúng ta sắp thắt nút lại như vậy. Để cho dây không có bị tuột ra khỏi cái này. Thử xem nhé. Đó, dây của chúng ta khá là chắc chắn rồi. Rồi, quay trở lại bên này. Trước hết chị sẽ chọn một viên màu hồng phấn. Tiếp theo là tròn tròn này đi. Tới hạt màu vuông đi. Hạt vuông màu tím đi. Trái tim dễ thương quá à. Đó. Hai bên đều có trái tim luôn. Xin chào. À thôi, viên màu trắng đi. Tới một viên màu tím. Tiếp theo chị sẽ chọn một trái tim để làm mặt của cái vòng đeo tay này. Và cuối cùng, chị sẽ cho này vào. Chị sẽ lùa vào đây.
sẽ cắt bớt. Bên này nữa. Yeah. Bây giờ chị sẽ thử đeo vào nha. Hey, một mình chị không thể đeo vào được em ạ. Bây giờ chị sẽ nhờ bạn chị đeo vào nha. Đeo vào cho mình đi ạ. Lát nữa mình đeo cho bạn. Nhẹ nhàng cẩn thận nha. Xong rồi đây rồi. Yeah. Chị Cà Chua đã có một chiếc vòng tình bạn rồi nè các em. Ở đây chị sử dụng khá là nhiều màu tím. Hy vọng là tình bạn sẽ mãi mãi bền vững lâu dài. Rồi bây giờ chị sẽ làm cho bạn chị một cái. Ở chiếc vòng này chị Cà Chua sẽ phối hợp giữa hai hộp của chúng ta. Đầu tiên thì chị cũng làm cái này. Bạn ấy khá là thích màu xanh. À, vì tay bạn ấy to hơn cho nên ở vòng này chị sẽ xỏ nhiều hạt hơn. Bạn ấy cũng rất là thích màu hồng. Còn cái mặt chị sẽ làm một trái tim. Trái tim màu gì đây ta? Đây, trái tim màu trắng có màu tím ở giữa. Và chiếc vòng này nhiều màu sắc quá các em ạ. Tại đây là con trai mà chị đã làm một chiếc vòng khoải sắc cầu vòng. Không biết bạn ấy có chịu đeo không, nhưng mà chị nghĩ là chị sẽ thuyết phục bạn ấy đeo. Xong rồi này các em xem nè. Rất là nhiều màu sắc. Có vẻ là đẹp hơn của chị Cà Chua rồi. Các em xem nè, ở hai bông hoa này thì chúng ta có thể dán vào giữa này những cái, ở đây là những cái hạt đá, còn đây là những sticker, dán vào cho nó dễ thương. Vì bạn ấy là con trai cho nên chị không có dán mấy cái hạt đá này, nhìn nó lè lẹt lắm. Cho nên là chị sẽ dán những sticker này. Ở đây màu hồng đậm cho nên là chị sẽ dán cái màu vàng cho nó nổi bật. Không biết có hợp không nữa, nhưng mà chắc là nó sẽ nổi. Nổi cho các em. Nổi ha. Bên này một cái nữa. À, nó hơi bị lệch một tí nhưng mà không sao đâu. Đẹp quá à. Sao mình lại làm cho mình một cái không có đẹp bằng cái này nhỉ? Các em ơi, các em thấy chiếc vòng của chị Cà Chua với chiếc vòng này cái nào đẹp không? Theo chị thì cái này đẹp hơn, đúng không? Tại vì cái này nhiều màu sắc lại còn có bông hoa nữa. Hay làm sao chị sẽ làm một chiếc cho bản thân chị đẹp hơn. Bây giờ chị Cà Chua sẽ tặng chiếc vòng xinh đẹp này cho một người bạn rất là thân của chị. Cực kỳ thân luôn. Đã thân nhau tới 7 năm rồi đó các em. Nhưng mà bạn ấy là con trai. Bạn ơi đưa tay đi. Không. Dễ thương lắm á, cái này dễ thương nè. Các bạn nhỏ cũng nói cái này là dễ thương. Em đeo đi. Thôi cái này em làm cho anh mà. Đây, đâu mình đeo cho. Không được. Ôi, đâu mình đeo cho. Đấy. Bị xíu.
lát nữa mày sắc cầu không? À, chúc anh may mắn nha. Đeo nghe. Không được tháo ra đâu á. Nhớ đeo nha, không được tháo ra đâu nha. Game ơi, nếu mà chúng ta làm vòng tình bạn này nè à, để tặng cho người bạn thân của mình á, thì hai người có thể là thân thiết với nhau đến suốt đời đó. Đây là truyền thuyết thôi, không biết thực tế thế nào, nhưng mà chị Cà Chu cũng rất là tin và chị hy vọng là như vậy luôn. Hai bộ này thì chị Cà Chu mua ở My Kingdom đó các em à, bộ trái tim này thì có giá là 139.000, còn bộ bông hoa này thì có giá là 159.000. Thì chị nghĩ là chắc là bộ bông hoa này to hơn và nhiều cái đồ để làm hơn. Còn bộ trái tim này thì chủ yếu là hạt gỗ thôi, không có cái đồ trang trí thêm. Thì thôi ha. Các em có thích hai hộp và làm vòng tay tình bạn này không? Nếu có thì hãy tặng cho chị Cà Chu một like. Em nào chưa đăng ký thì hãy nhanh tay đăng ký lên dưới nhé. Chị Cà Chu rất là thích làm những đồ handmade này và làm bánh nữa. Chị hy vọng là chị sẽ có thật là nhiều video để làm những cái đồ rất là dễ thương này và cả làm bánh nữa để cho các em cùng xem. Còn bây giờ video này đến đây là kết thúc rồi. Bye bye các em, hẹn gặp lại các em những video sau.